Trời Bảo xin chào tất cả anh em nha. Hôm nay cái kinh Trần Bảo 94 này mình đã lấy ra được rồi, mất nó bị hack nay mấy tháng, 3 4 tháng vậy đó anh em. Nên là mình không có đăng video lên. Nay mình lấy được nhưng mà nó chưa hoàn thiện, giờ nó bị kiểu như mất tương tác luôn rồi. Chắc là khoảng cỡ 1 2 tháng nữa mình mới hoàn thiện lại cho nó ok lại nha anh em. Rồi hiện tại là mình đang tạo một cái kinh mới của mình, đó là Bảo Na Thủ nha anh em. Giờ đây đó, anh em có thương tình ủng hộ lại cho Bảo một đăng ký kinh của Bảo Na Thủ nha anh em nha. Đó. Nói chung là cái kinh này mình cũng lập được đâu 1 tháng mấy 2 tháng rồi đó. Cũng mong anh em ủng hộ cho mình một đăng ký kinh bên bên kinh mới của mình. Mình sẽ cố gắng hoàn thiện cái kinh này lại. Rồi cảm ơn anh em rất nhiều nha. Lâu lắm rồi mình không có lấy được nên không có lên video để mà chia sẻ cho anh em. Nay thì mình làm cái video này để chia sẻ cho anh em biết là mình vẫn còn hoạt động bình thường nha anh em nha. Anh em nhớ vô ủng hộ cái kênh Bảo Ná Thủ của mình nha. Cũng nhiều clip, nhiều video hay làm ẩm thực đồ á anh em nha. Rồi anh em ủng hộ cho mình một like, một đăng ký kênh nha. Rồi Bảo xin cảm ơn tất cả anh em nha.